Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký, và chương trình này được phát hình và phát thanh trên YouTube lẫn Facebook 4:30 giờ California, tức là 6:30 giờ Houston, Texas. Trước hết, cảm ơn tất cả các bạn bè ở khắp nơi đã chọn cái channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện phân tích trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trong cái đề tài đầu tiên thì Phong đã nhắc tới cái sự kiện của Hồng Kông, cái ý nghĩa của nó và tại sao người dân Hồng Kông lại xuống đường trong đợt này, được xem là lịch sử. Lịch sử có thể nói là từ ngày Hồng Kông bắt đầu có cái tên trên thế giới tới bây giờ. Tại vì suốt thời gian qua chưa bao giờ có cái cảnh mà hơn cả 2 triệu người xuống đường, kể cả những cái thời điểm mà gọi là chống Trung Quốc nặng nề nhất từ thập niên 80 cho tới bây giờ. Vẫn chưa có một cái cảnh mà cả triệu người xuống đường như vậy. Đây là một trong những cái lịch sử của Hồng Kông. Tuy nhiên, cái lịch sử này nó có lý do của nó. Tức là do cái sự bất mãn từ cái việc mà lấn áp từ phía Trung Quốc ở nhiều lĩnh vực. Từ kinh tế, chính trị, thao túng chính trị, thao túng kinh tế, cho tới cái nền văn hóa bản sắc của người Hồng Kông dần dần bị lấn áp bởi thành phần từ đại lục di cư sang Hồng Kông. Chính những bất mãn này đã khiến cho người Hồng Kông đã trỗi dậy. Và sự trỗi dậy các bạn đã thấy trong thời gian qua. Và ngọn đèn trỗi dậy này nó sẽ sáng hơn hay nó dần dần lụn đi là nó còn tùy thuộc vào cái tình hình và đánh giá của Bắc Kinh. Nếu sự đàn áp của Bắc Kinh gay gắt hơn thì nó sẽ bùng sáng lớn hơn. Còn nếu như Bắc Kinh dùng phương pháp mềm mại hơn thì có thể nó sẽ lụn tàn. Tương tự như năm 2014, khi mà bùng lên khoảng 4 tháng thì nó lại xẹp xuống. Đó là cái kinh nghiệm mà chúng ta đã thấy tại Hồng Kông. Và đó là cái đề tài đầu tiên. Và bây giờ bước qua đề tài là thứ hai. Cuộc chiến mậu dịch đã bắt đầu gây tổn thương cho Trung Quốc chưa các bạn? Câu trả lời là yes. Và bây giờ có hai cái thông tin mà các bạn thấy rõ ràng là bắt đầu Trung Quốc áp lực chính quyền Tổng thống Trump. Thông tin thứ nhất là đã có một số công ty của Hoa Kỳ, trong đó có luôn cả Google, có luôn cả Intel và Qualcomm, là những công ty đã tuân thủ đầu tiên trong cái luật mà sắc luật Tổng thống Trump đưa ra về việc cấm quan hệ với công ty Huawei. Nhưng mà cũng là những công ty này đã bắt đầu lobby với chính quyền Tổng thống Trump để kêu gọi gọi là giảm bớt cái họng súng nhắm vào công ty này. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, bắt đầu từ ngày hôm nay là Bộ Tài chánh của Hoa Kỳ đã mở ra một cái diễn đàn công khai, tức là một cái public hearing, để cho các công ty, các công xưởng, các tiệm bán lẻ nói về cái sắc luật thuế mà Tổng thống Trump chuẩn bị đánh vào Trung Quốc 325 tỷ là ảnh hưởng như thế nào tới họ. Và cái public hearing này nó sẽ kéo dài 7 ngày, bắt đầu từ ngày hôm nay cho kéo dài cho tới ngày 25 tây tháng 6. Tức là những công ty, những tiệm bán lẻ có thể lên nêu ý kiến của mình tại Bộ Tài chánh Hoa Kỳ. Và sau ngày đó thì Bộ Tài chánh sẽ đúc kết tất cả các ý kiến này để trình cho Tổng thống Trump, để ông đưa ra cái quyết định ngày 2 tây tháng 7 là có nên hay không nên đánh thuế vào các mặt hàng của Trung Quốc 25% trên 325 tỷ. Và bên cạnh đó là 600 công ty cũng đã đề nghị Tổng thống Trump là khoan đánh thuế vào Trung Quốc. Ok, cái này cho các bạn thấy là những cái thông tin mới diễn ra. Cũng trong ngày hôm nay, Huawei đã lên tiếng thú nhận họ sẽ bị lỗ ít nhất là 40% trong cuộc chiến mậu dịch này. Và cái người đứng đầu của công ty Huawei đã nói rằng ông ta vẫn còn cứng miệng, và ông ta nói rằng cuộc chiến này không có ai thắng hết. Ông ta đã lầm. Ông ta nói không ai thắng hết thì câu nói này đã lầm. Ok, một lát tôi sẽ giải thích cái lầm của ông ta. Nhưng mà lên tiếng thú nhận khi mà ông ta mất 40% thị trường, mức bán của Huawei đã giảm 40%. Huawei phải ngưng lại cái laptop chuẩn bị phát hành ra, bởi vì trong cái laptop đó có một số những cái app của các công ty Hoa Kỳ mà họ không thể cài đặt vào. Trong đó đầu tiên hết phải nói là công ty Microsoft của Windows. Khi mà Huawei mà phát hành cái laptop này thì họ không thể sử dụng cái Windows của công ty Microsoft. Họ không thể dùng cái hệ thống Search Engine của Google, v.v. Thì do đó, họ phải ngưng lại. Và bây giờ họ thú nhận
là thị trường đã mất đi 40%, lỗ 30 tỷ Mỹ kim và có thể lỗ tới 100 tỷ cho tới năm tới. Đó là cái lời thu nhận của công ty Huawei. Vậy thì các bạn, trong cái lời phát biểu của Nhậm Chính Phi, tức là Ren Zhengfei, nói rằng là cuộc chiến này không có ai thắng hết. Thật sự không có ai thắng không các bạn? Nếu các bạn đứng ở góc độ của chúng ta nhìn, với tôi thấy rằng ở góc độ này Hoa Kỳ đã thắng. Ít nhất Hoa Kỳ đã khiến cho Trung Quốc phải rút lại ít nhiều cái dự án của họ. Make in China 2025, tức là Make in China, tức là năm 2025 đã chính thức đình chỉ, tức là không thể phát triển được nữa. Và Tập Cận Bình đã ra lệnh phải ngừng lại. Điều thứ hai là một vành đai một con đường. Cách đây vài tháng, Tập Cận Bình còn huênh hoang qua bên Âu Châu và cổ vũ mạnh mẽ cho một vành đai một con đường. Còn bây giờ, tất cả chìm trong im lặng. Tức là một vành đai một con đường, không thấy hó hé gì nữa. Bằng chứng là một số quốc gia đã lên tiếng cho thấy rằng là họ đã bị tổn thương nặng nề bởi một vành đai một con đường. Vì giao cho mượn tiền của Trung Quốc, tiền lời cuối cùng cao hơn. Và nhà thầu của Trung Quốc không hoàn tất đúng hẹn, khiến cho nhiều quốc gia bị lao đao, không có tiền trả nợ và phải giao cả cái tài sản của mình cho Trung Quốc. Nhiều quốc gia đã dính vào bẫy nợ của Trung Quốc, lao đao gần chết. Do đó, một vành đai một con đường đã im hơi lặng tiếng. Thì đây là một trong những cái mà các bạn nhìn thấy rõ nét nhất, cụ thể nhất là sự tổn thương của Huawei. Ngưng lại cái dự án mà 2025 là Make in China Around the World, tức là mà hàng từ Trung Quốc là sẽ có mặt trên khắp thế giới. Và cuối cùng là một vành đai một con đường đã phải không dám đánh trống thổi kèn giống như ngày xưa và âm thầm lặng lẽ có những dự án phải hủy bỏ bởi vì không đủ tiền. Không đủ tiền từ cái ngân hàng cung cấp đó các bạn, chứ không phải là từ những cái nơi khác đâu. Đây cho thấy rõ ràng cái cuộc chiến mậu dịch đã rõ ràng gây tổn thương. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, hồ sơ quân sự. Cuộc chiến mậu dịch đi song hành với lại cái sức mạnh quân sự, quân bình về cán cân quân sự tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Rõ ràng Trung Quốc đã không còn độc quyền một chợ. Hoa Kỳ đã hiện diện, đồng minh Hoa Kỳ đã dần dần có mặt ở khu vực Biển Đông một cách tự tin hơn so với thời gian trước đây. Thì cho thấy rằng là cuộc chiến mậu dịch này đã tác động mạnh mẽ tới Trung Quốc và khiến cho Trung Quốc phải scale back lại, tức là phải lui trở lại về những cái dự tính của họ trong cái âm mưu bành trướng của họ muốn khống chế khu vực Biển Đông, muốn siết chặt eo biển Đài Loan, vân vân. Thì bây giờ nó đã bị scale back lại hết. Đó là các bạn thấy về mặt quân sự họ đã bị thiệt hại. Về mặt chính thức, ok, ngay tại nội địa Trung Quốc, ngay bây giờ tại Thẩm Quyến, giá nhà lên cao. Giá nhà lên cao và bây giờ việc làm bắt đầu lung lay. Thẩm Quyến được xem là căn cứ địa của công ty Huawei. Và những nhân viên đa phần mua nhà ở khu vực này cũng là nhân viên của Huawei. Bây giờ bắt đầu lo lắng. Tại vì giá nhà của Thẩm Quyến bây giờ lên khá cao so với cái mức lương bình thường của những công nhân hoặc là những lớp gọi là chuyên môn tức là thành phần mà lao động có chuyên môn của Trung Quốc đã bắt đầu cảm thấy nặng nề, bởi vì họ không biết tương lai như thế nào. Với cái mức lỗ như vậy thì liệu Huawei có cắt giảm nhân viên hay không, và khi cắt giảm nhân viên thì ai sẽ là người bị thất nghiệp, và khi thất nghiệp đào đâu ra tiền trả tiền nhà, tiền học cho con, chi phí mỗi ngày. Đây là những cái bài toán mà Trung Quốc đang phải đối diện. Bên cạnh đó, mức xuất cảng của Trung Quốc tháng rồi được báo cáo là giảm kỷ lục nhất kể từ năm 2003, tức là 17 năm. Giảm thấp nhất trong vòng 17 năm. Như vậy thì ông Zhengfei nói, tức là ông Nhậm Chính Phi nói, cuộc chiến này không có kẻ thắng. Các bạn thấy chính xác chưa? Và nó chưa dừng lại. Tại vì Tổng thống Trump vẫn cần phải hoàn tất một cái hồ sơ để ông tái tranh cử. Và bây giờ các bạn thấy có hồ sơ nào xong chưa trong lúc đối ngoại? Ngoại trừ cái hồ sơ của vùng Bắc Mỹ là Mexico và Canada đã xong. Ông còn cái hồ sơ nào hoàn tất chưa các bạn? Chưa. Hồ sơ Iran chưa. Hồ sơ Trung Quốc chưa. Hồ sơ Bắc Hàn chưa.
Hồ sơ của Nga cũng chưa. Chưa có cái hồ sơ nào được giải quyết hết. Hồ sơ của Nga thì là cuộc chiến đường dài hết đời tổng thống này tới đời tổng thống khác. Các bạn thấy từ bắt đầu mình cứ lấy cái dấu mốc từ cái năm 2014 khi mà Nga đưa quân chiếm Crimea cho tới bây giờ. Hoa Kỳ vẫn cùng với Âu Châu cấm vận Nga. Và cái cuộc chiến này vẫn chưa dứt và nó còn kéo dài nhiều năm nữa. Do đó hồ sơ Nga chúng ta không để ý tới. Ba hồ sơ còn lại Trung Quốc, Bắc Hàn và Iran. Bắc Hàn thì coi như là đã có dấu hiệu khả quan từ lá thư tình rồi, nhưng mà vẫn chưa biết. Tại tuần này Tập Cận Bình tới Bắc Hàn để gặp Kim Jong-un. Chúng ta vẫn chưa biết như thế nào. Nhưng mà hai cái hồ sơ ông Trump cần phải giải quyết trước mắt là hồ sơ của Iran và hồ sơ của Trung Quốc. Hồ sơ của Iran là xung đột vũ trang. Hồ sơ của Trung Quốc thì phức tạp hơn cả vũ trang lẫn tài chánh. Thì hai hồ sơ này ông Trump cần phải hoàn tất trước khi mà có cái cuộc tái tranh cử bắt đầu từ tháng 3 năm tới. Tháng 11 thì là bầu cử chính thức tại Hoa Kỳ, tháng 11 năm 2020. Nhưng mà tất cả phải hoàn tất trước tháng 3 để ông có thời gian vận động tranh cử và nó có khoảng thời gian để cho thấy kết quả của các cuộc chiến để ông có thể claim cái credit và bắt đầu thúc đẩy cái chiến dịch tranh cử. Do đó, từ đây cho tới tháng 3 bắt buộc phải có một hồ sơ phải tiến thêm một cái bước cao hơn nữa. Tức là với Iran có thể sẽ là một cuộc chiến quân sự ngắn. Và với Trung Quốc thì cái mức mà leo thang mậu dịch chắc chắn không thể thiếu được. Và bên cạnh cái vấn đề leo thang mậu dịch còn có thêm hồ sơ của Đài Loan và Biển Đông. Có thể là sẽ có sự xung đột ngắn với Trung Quốc trên Biển Đông hoặc là trên eo biển Đài Loan. Đó là những cái điều mà có thể xảy ra và có khả năng xảy ra rất cao trong cái khoảng thời gian sắp tới. Trong cái khoảng thời gian từ đây đến tháng 3. Như vậy thì các công ty của Hoa Kỳ dù có lobby cho Huawei cũng không thể làm được cái gì. Bởi vì nó nằm trong cái chiến lược toàn cảnh của Tổng thống Trump. Huawei chỉ là một phần trong cái chiến lược toàn bộ mà ông tấn công Trung Quốc bằng mọi cách. Do đó, có châm chước cho Huawei thì ông Trump sẽ đưa ra một cái sắc luật mạnh mẽ hơn. Trong số những người mà viết thư yêu cầu Tổng thống Trump, ngoại trừ công ty Google, Qualcomm và Intel, thì Apple lại không có viết thư. Trong khi Apple công xưởng của họ đang nằm tại Trung Quốc. Tức là trước đó Tim Cook đã có cuộc gặp gỡ với lại Tổng thống Trump. Và Tim Cook vẫn im lặng. Tức là ông ta chưa có lobby gì cả. Và chưa có nói gì hết. Trong khi đó Google và Qualcomm và Intel thì đang muốn là lobby cho công ty Huawei. Tuy nhiên, công ty Huawei giống như tôi nói, nó chỉ là một phần trong cái chiến lược của Tổng thống Trump. Tại vì, thứ nhất, khi mà Tổng thống Trump muốn quân mình cán cân mậu dịch giữa Hoa Kỳ và cả thế giới, không riêng gì Trung Quốc, ông chọn cái kẻ mà gọi là cái quốc gia mà có cái mức cán cân mậu dịch cao nhất ông đánh là Trung Quốc. Trong tất cả các quốc gia thì cán cân mậu dịch của Trung Quốc với Hoa Kỳ nhiều nhất. Do đó, ông mở cuộc chiến với Trung Quốc là hợp lý. Thứ hai, trong tất cả các công ty trên thế giới, công ty có cái mức phát triển bất chấp thủ đoạn và đánh cắp sản phẩm trí tuệ của Hoa Kỳ vân vân nhiều nhất và có cái nguy cơ làm việc cho chính quyền Bắc Kinh lại là công ty Huawei. Ở Trung Quốc thì có hai ba công ty lớn, Xiaomi rồi ZTE và Huawei. Thì ZTE năm ngoái đã thỏa thuận và đóng cái tiền phạt 1 tỷ Mỹ Kim để được rút ra cái lệnh cấm vận. Nhưng mà Huawei tới năm nay, ông Trump vẫn đeo đuổi và vẫn gọi là có một cái gọi là truy sát tận cùng công ty này. Bởi vì công ty này, xuất thân của người sáng lập công ty là lực lượng PLA, tức là quân đội của Trung Quốc. Do đó, không thể tin tưởng được công ty này cho tới giờ phút này. Và bây giờ công ty này chỉ là nằm trong toàn cảnh cái chiến lược lớn của Tổng thống Trump nhắm về Á Châu Thái Bình Dương. Do đó, hai cái kẻ đứng đầu cần phải bị đánh là thứ nhất là Trung Quốc và thứ nhì, nội địa Trung Quốc là công ty Huawei. Do đó, bây giờ các công ty có lobby đi nữa thì Tổng thống Trump không thể đáp ứng toàn diện những cái lời yêu cầu của các công ty này. Lý do là bởi vì nó đang nằm trong cái chiến lược của ông Trump. Mà cái chiến lược đó là cái chiến lược toàn cảnh, bao gồm cả hồ sơ quân sự lẫn hồ sơ kinh tế, chứ không phải đơn giản chỉ là cái hồ sơ về buôn bán. Và các công ty đó nếu họ ý thức được, tôi nghĩ rằng là họ chỉ nghĩ đứng trên quyền lợi cổ đông và đáp ứng lời yêu cầu của cổ đông. Bởi vì Huawei đã vận động những cổ đông của những công ty này
để mà yêu cầu họ lên lobby với chính quyền Tổng thống Trump. Nhưng chắc chắn việc lobby này không thành công. Sở dĩ Tổng thống Trump mở ra cái diễn đàn để ông lấy ý kiến của tất cả các công ty. Đây cũng là con dao hai lưỡi. Thứ nhất là ông tạo cơ hội cho các công ty nào mà Trung Quốc đang lobby có thể nói ra hết. Và đây là cơ hội để ông biết được công ty nào đang bị Trung Quốc giật dây ở phía sau. Tại vì tất cả các công ty, từ công ty bán lẻ cho tới công ty sản xuất, đều được có cái quyền phát biểu về cái thiệt hại của họ trong cái cuộc chiến mà đánh thuế của Tổng thống Trump nhắm vào mặt hàng Trung Quốc. Thì ít nhất Tổng thống Trump có cái nhìn thấy rõ là công ty nào dễ bị Trung Quốc giật dây và công ty nào lậm quá nhiều với mặt hàng của Trung Quốc từ bao nhiêu năm nay. Ông nhìn rõ nét hơn. Đó là cái điều thứ nhất. Và điều thứ hai là ông muốn sử dụng cái này để mà đánh bạc tất cả những cái tin tức, những cái thống kê tào lao, cho tới những cái phỏng vấn tào lao của mấy đài truyền hình cánh tả chuyên môn lựa những tên bình luận gia tào lao lên để mà bình luận nói rằng là cuộc chiến mậu dịch này Hoa Kỳ thua, cuộc chiến mậu dịch này người dân Hoa Kỳ phải chịu thuế, cuộc chiến mậu dịch này là gây tổn hại cho giới nông dân của Hoa Kỳ, vân vân và vân vân. Thì cái cuộc mà mở ra cái diễn đàn này, chính những cái lời nói thật của những công ty này, ông Trump sẽ cho công chúng Hoa Kỳ biết được ở đâu là sự thật. Thay vì đi nghe mấy cái đài cánh tả, mấy cái cơ quan truyền thông fake news để mà họ đưa những cái tin và những cái bình luận có lợi cho họ. Ok? Thì ông Trump mở ra cái điều này và Bộ Tài chánh mở ra cái này là gần như là một cái gọi là không ai đỡ được. Tại vì trong lịch sử Hoa Kỳ chưa bao giờ có chuyện này. Trong lịch sử Hoa Kỳ chưa bao giờ có một chính phủ nào mà cho phép Bộ Tài chánh mở ra cái diễn đàn để mà trình bày cái ý kiến của mình để trước khi mà Tổng thống đưa ra cái quyết định sau cùng. Kể cả cái thái độ mị dân của dưới thời Obama cũng chưa có. Cái thái độ mị dân của Obama dưới thời của Obama, các bạn thấy Obama mị dân cỡ nào. Nhưng mà cũng chưa bao giờ dám mở kiểu này. Tại vì họ không dám thấy cái risk đó. Tại vì sẽ có những ý kiến ngược lại với ý của họ mà họ không biết. Do đó họ không dám thách risk. Còn ông Trump dám chơi. Tức là cho tất cả các công ty lên diễn đàn luôn. Không phải là 600 công ty. Mà có thể lên cả ngàn công ty. Tất cả họ sẽ lên diễn đàn và nói về cái phần của họ. Để cho biết cái thiệt hại hay không thiệt hại trong cái việc đánh thuế 325 tỷ 25% vào đầu tháng 7 này. Thì các bạn thấy rõ ràng cuộc chiến mậu dịch này Tổng thống Trump thắng. Và đất nước Hoa Kỳ thắng. Thắng ở chỗ nào? Thắng ở chỗ nó làm cho cái xã hội Hoa Kỳ càng lúc càng minh bạch hơn. Và những cái cơ quan truyền thông xưa nay tự cho mình là đệ tứ quyền đã phải bớt lại cái những cái trò dơ bẩn của họ, là chuyên môn tấn công người khác bằng cách lựa những kẻ phe ta đi phỏng vấn rồi mang cái đó làm đa số nghiên cứu rồi đưa lên để mà gán cho cái chính phủ, vân vân và vân vân. Cái trò này là đám cánh tả CNN hay làm. Tức là họ thực hiện cuộc thăm dò 1.000 người thì họ kiếm 1.000 người chống ông Trump, họ phỏng vấn rồi cái họ nói là đa số dân Hoa Kỳ chống đối Tổng thống Trump. Họ kiếm 200 người thuộc cánh cộng hòa binh á, họ nói là chỉ có 20 người trên 80 người là binh ông Trump, còn 80 người còn lại thì chống ông Trump. Cái kiểu của mấy cơ quan truyền thông cánh tả là như vậy. Hoặc là họ kiếm những tay bình luận gia mà có cái khuynh hướng gọi là thiên tả, hay là có khuynh hướng mà làm ăn nhiều với Trung Quốc, thì họ cho những cái tay này lên để bình luận tiêu cực về cái cuộc chiến mậu dịch. Mà họ không nhìn cái bức tranh toàn cảnh. Cuộc chiến mậu dịch chỉ là một trong tất cả các cuộc chiến với Trung Quốc. Giống như tôi đã nói, Tổng thống Trump mở cuộc chiến toàn diện về mậu dịch. Toàn diện về với Trung Quốc, kể cả hồ sơ quân sự, kể cả hồ sơ tài chính, kể cả hồ sơ nhân quyền. Tất cả là đã được hâm nóng lên toàn diện, chứ không phải chỉ một thôi. Do đó cái cuộc chiến mậu dịch nó chỉ là một phần trong toàn cảnh cái quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thì các bạn nói cho tôi nghe, như vậy thì Hoa Kỳ thắng hay Trung Quốc thắng trong cuộc chiến này? Cho tới giờ phút này, kể từ năm ngoái, đánh dấu đúng một năm, bắt đầu từ tháng 7 năm ngoái, thì Tổng thống Trump đã khởi động cuộc chiến mậu dịch với Trung Quốc. Và hôm nay là ngày 17 tháng 6, chúng ta còn mười mấy ngày nữa là đến tháng 7, là đúng tròn một năm. Thì các bạn thấy, cho tới giờ phút này, người dân Hoa Kỳ có bị ảnh hưởng gì bởi cuộc chiến mậu dịch này hay không? Tất cả người dân Hoa Kỳ có bị mất việc làm hay không? Có bị thiếu hụt tiền nhà hay không?
và có bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cái cuộc chiến mậu dịch giữa Tổng thống Trump và chính quyền của Bắc Kinh hay không? Nhất là đánh thuế hai lần rồi, nha, ba lần rồi. Một lần đầu tiên là 50 tỷ, lần thứ hai là 200 tỷ, bây giờ thêm 200 tỷ nữa và sắp sửa trên 325 tỷ nữa. Chúng ta có bị ảnh hưởng hay không? Trong khi ngược lại, các bạn thấy là bên Trung Quốc như thế nào? Ảnh hưởng chưa? Tất cả các công ty đã tháo chạy qua khỏi Trung Quốc. Chạy qua Việt Nam, chạy qua Indonesia, chạy qua Bangladesh. Và thứ hai, thị trường nhà đất của Thâm Quyến từ đầu năm tới bây giờ bán không được. Mà đang có nguy cơ nhiều căn nhà bị tịch thu vì những người mua nhà không trả nổi món nợ. Và thứ ba là công ty Huawei phải thú nhận đã mất 30 tỷ Mỹ Kim và có thể từ đây tới cuối năm họ sẽ mất lên tới 100 tỷ Mỹ Kim. Và rồi các công ty ở Trung Quốc bây giờ bắt đầu né, phải chạy ra khỏi Trung Quốc để tránh cái lệnh trừng phạt của Tổng thống Trump và tránh cái mức thuế ông đánh vào Trung Quốc. Như vậy thì các bạn nói cho tôi nghe, suốt một năm nay, quốc gia nào bị động hơn? Giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, quốc gia nào bị động hơn trong cái cuộc chiến thương mại này? Và từ bây giờ, các công ty của Trung Quốc còn dám chôm tất cả những cái sản phẩm trí tuệ của Hoa Kỳ nữa hay không? Hay là tới đó họ dừng lại? Họ tạm thời ngưng lại, ít nhất trong giai đoạn này. Rõ ràng Hoa Kỳ đã chiến thắng. Cái cách của ông Trump đã khiến cho Trung Quốc phải scale back nhiều thứ. Tức là Trung Quốc phải giảm bớt những cái tình trạng gọi là tấn công không gian mạng để đánh cắp những cái sản phẩm trí tuệ. Ngưng lại tất cả những cái thành phần gián điệp. Gián điệp. Và đồng thời là phía Hoa Kỳ cũng ngưng lại luôn cái thành phần du học sinh từ Trung Quốc. Có một hai bài báo trong Việt Nam nói rằng là du học sinh Trung Quốc không tới Hoa Kỳ thì các trường đại học bị thất thu, lầm chết. Cái quota của Hoa Kỳ mỗi năm nhận du học sinh nước ngoài vô nó là bao nhiêu thôi. Ví dụ một nhận 100.000 học du học sinh thì là 100.000 du học sinh. Bây giờ lên 110.000 là 10.000 người đó không được vào Mỹ. Bây giờ cái lượng du học sinh Trung Quốc biến mất đi thì các nước khác lấp vô. Tại vì xưa nay Trung Quốc họ có nhiều tiền, họ đưa qua thì họ chiếm sân nhiều. Bây giờ thì cái thành phần nó bỏ không còn nữa thì các quốc gia khác lấp vô thì là cơ hội cho những quốc gia khác. Do đó cái quota mỗi một năm mà Hoa Kỳ cấp visa cho du học sinh nước ngoài á, lúc nào cũng full cả các bạn. Không phải lúc nào cũng yếu thiếu đâu, lúc nào cũng full cả. Tức là có những quốc gia nó hết quota rồi, nhiều học sinh từ Việt Nam muốn đi qua Mỹ học mà hết quota rồi, tức là quá thử con số rồi, phải chờ tới năm tới thôi. Cho nên á, tất cả các cái cuộc chiến này cho thấy kẻ thiệt hại là phía Trung Quốc chứ không phải phía Hoa Kỳ. Ví dụ một du học sinh tốn từ 40.000 tới 60.000 vào Hoa Kỳ học. Đến từ Trung Quốc thì cũng nhiêu đó tiền. Đến từ Việt Nam cũng nhiêu đó tiền. Đến từ Brazil cũng nhiêu đó tiền. Đến từ Singapore cũng nhiêu đó tiền. Bây giờ mất đi cái phần học sinh của Trung Quốc thì nó thêm cơ hội cho Brazil, cho Indonesia, cho Malaysia, cho Singapore. Họ cũng đóng bao nhiêu đó tiền để họ cho họ qua Mỹ thôi. Mà trước nay họ qua không được tại vì cái lớp học sinh của Trung Quốc nó lớn quá nhiều. Nó lớn sân nhiều quá. Do đó các bạn, cuối cùng thì các bạn thấy người Mỹ thiệt hại cái gì? Xe vẫn bán, thức ăn vẫn bán, mọi thứ vẫn bình thường, không có gì cả. Trong khi phía Trung Quốc, đó đây là đời sống bình thường đây, chúng tôi vẫn sống bình thường ở bên ở ngoài nước Mỹ đây, ở ngay tại nội địa nước Mỹ đây, đâu bị ảnh hưởng gì đâu. Trong khi đó, các bạn thấy ở Trung Quốc thì cái tổn thương của cuộc chiến mậu dịch đã có rồi. Do đó, cái miệng của cho Nhậm Chính Phi nói là không có ai thắng trong cuộc chiến này là sai. Cho tới cuối cùng, Hoa Kỳ sẽ là người chiến thắng. Hoa Kỳ sẽ là quốc gia chiến thắng. Bởi vì Trung Quốc chỉ còn có hai lựa chọn. Một là thỏa hiệp. Hai là đi tới cùng cho tới khi đảng Cộng sản sụp đổ. Bởi vì họ không còn lựa chọn nào khác. Với cái sự cứng rắn của Tổng thống Trump, mà bây giờ phía quốc hội đã hậu thuẫn cho ông Trump trong cái cuộc chiến cứng rắn với Hoa Kỳ. Cả lưỡng viện quốc hội và cả lưỡng đảng đều ủng hộ cái chính sách cứng rắn của ông Trump đối với Trung Quốc. Thì các bạn nghĩ rằng cuộc chiến này làm sao ông Trump thua được? Nếu như ông phải đối đầu với quốc hội trong cuộc chiến với Trung Quốc thì có thể ông thua. Tại vì ngay tại nội địa còn chống mình. Nhưng mà bây giờ nội địa không chống ông đối với cuộc chiến tại Trung Quốc. Họ chống ông việc khác ở trong việc nội địa của Hoa Kỳ, chống về vấn đề di dân, chống về vấn đề chăm sóc sức khỏe, chống về việc mà ông bán vũ khí cho Saudi Arabia. Nhưng mà họ không chống ông trong cái việc đối đầu với Trung Quốc. Rõ ràng lưỡng viện quốc hội và lưỡng đảng đều ủng hộ cho ông Trump. Tại vì họ thấy được đây là cái giải pháp duy nhất đã giải quyết bài toán của Trung Quốc.
Và nếu như từ đây tới tháng 3 năm tới, Tổng thống Trump thanh toán được bài toán của Trung Quốc bằng mọi cách, tức là buộc Trung Quốc phải ngồi xuống bàn thỏa hiệp, ký tất cả những văn bản mà họ phải đáp ứng yêu cầu của Hoa Kỳ, thì coi như là chiến thắng của ông. Còn nếu như họ cương quyết đi tới cùng, cuộc chiến nổ là lớn hơn, thì cuối cùng Hoa Kỳ vẫn được lợi. Bởi vì các công ty của quốc tế sẽ phải chọn một và hai. Họ phải chọn thị trường Hoa Kỳ hay chọn thị trường Trung Quốc. Và câu trả lời các bạn đã rõ. Họ chọn thị trường nào? Thị trường Hoa Kỳ hay thị trường Trung Quốc? Thì cuối cùng các công ty của các quốc gia Âu Châu hay là các quốc gia Á Châu, dù có nói cỡ nào, họ vẫn phải đưa ra cái chọn lựa sau cùng. Nếu như Trung Quốc cứng đầu, ông Trump phải đi tới biện pháp quyết liệt hơn. Hey, các bạn chọn một trong hai, các bạn chọn Trung Quốc thì làm ăn với Trung Quốc, khỏi làm ăn với Hoa Kỳ. Còn các bạn làm ăn với Hoa Kỳ thì không cần làm ăn với Trung Quốc. Ông Trump sẽ đi tới cái giai đoạn quyết liệt thứ hai. Và đến giai đoạn đó thì các bạn thấy ai thiệt hại. Các quốc gia trên thế giới cuối cùng vẫn phải chọn Hoa Kỳ. Bởi vì Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất của họ, chứ không phải Trung Quốc. Trung Quốc có thể là thị trường nhân khẩu rẻ cho họ, nhưng không phải là thị trường tiêu thụ của họ. Thị trường tiêu thụ của họ vẫn là Hoa Kỳ. 300 triệu người dân Hoa Kỳ có khả năng 200 triệu chiếc xe, 300 triệu chiếc xe. Nhưng 1 tỷ tư dân Trung Quốc chưa tới 1% có thể có khả năng có xe hơi. Nói cái đó không, nước Đức đã phải quay lưng. Tại vì thị trường bán xe của Đức lớn nhất là Hoa Kỳ. Thị trường bán xe của Nhật lớn nhất là ở Hoa Kỳ. Thị trường thực phẩm của Pháp, từ phô mai cho tới bánh mì, lớn nhất là Hoa Kỳ. Thị trường hàng hiệu của Ý bán lớn nhất cũng từ Hoa Kỳ. Tất cả đều tới từ Hoa Kỳ. Và họ đều kiếm lợi từ Hoa Kỳ. Trong khi thị trường của Trung Quốc quá nhỏ bé. Thị trường đông dân nhưng lại tiêu thụ không nhiều. Cuối cùng thị trường tiêu thụ là cái thị trường thắng. Hoa Kỳ vẫn là nơi tiêu thụ lớn nhất thế giới. Họ vẫn phải chọn Hoa Kỳ. Do đó, cuộc chiến mậu dịch này, nếu các bạn hỏi tôi ai thắng ai bại, những tên bình luận thổ tả thì nói là không người thắng không người bại. Riêng tôi vẫn khẳng định Hoa Kỳ là cái quốc gia chiến thắng trong cuộc chiến mậu dịch này, bất kể Trung Quốc có đồng ý bước vào bàn đàm phán hay không. Ok các bạn, đó là bài nói chuyện ngày hôm nay của tôi. Và một lát nữa tôi sẽ trở lại cùng tất cả mọi người trong chương trình tin cập nhật vào buổi tối. Các bạn có thể đem đề tài này lên hoặc là đề tài trước đó lên để chúng ta thảo luận thêm về đề tài của Hồng Kông, cuộc chiến mậu dịch, hay là căn cứ trên những cái bản tin cập nhật mới nhất của tôi. Tôi sẽ trở lại lúc 6 giờ 30 giờ California. Xin các bạn tiếp tục theo dõi chương trình của Trần Nhật Phong Channel. Bye bye.